Tại khu du lịch núi Cấm của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trong ngày mùng 2 Tết, nhộn nhịp du khách đổ về du xuân, cầu sức khỏe, bình an, tài lộc. Để lên đỉnh núi Cấm, nơi được xem là nóc nhà miền Tây, có 3 lối là đi cáp treo, xe lữ hành hoặc xe ôm của khu du lịch. Giá vé khứ hồi đối với người lớn là 300.000 đồng một vé, trẻ em 200.000 đồng một vé. Vé cáp treo một chiều đi lên của người lớn là 180.000 đồng một vé, trẻ em là 120.000 đồng một vé. Riêng chiều xuống, người lớn là 120.000 đồng một vé, trẻ em là 80.000 đồng một vé. Sau khoảng 15 phút di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh núi, du khách tiếp tục đi bộ đến các địa điểm nổi tiếng trên núi Cấm như tượng Phật Di Lặc, chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh và lòng hồ Thủy Liêm. Tại đây đã có hàng ngàn người tham quan, cúng giếng.